Anh ơi, anh có thẻ ATM không? Cái thẻ này thì tại sao anh lại không dùng để thanh toán viện phí, bởi vì nó rất là nhanh và tiện lợi? Tôi lằng nhằng lắm vì anh thấy thì phần lớn rồi là toàn dùng tiền mặt, nó nhanh hơn rất nhiều. Thẻ ở đây hình như là nó không có thiết bị hỗ trợ để thanh toán thẻ. Hình như anh nhìn thấy. Trong này có, trong này có. Thế nhưng mà anh không hỏi là họ có thanh toán hay không, mà phần lớn anh thấy vẫn là tiền mặt và thanh toán bằng tiền mặt hết. Họ có hướng dẫn cho anh về việc thanh toán thẻ ATM? Không, anh không thấy. Theo anh thì thanh toán bằng thẻ thì tiện hơn hay là bằng tiền mặt thì tiện hơn? Tất nhiên rồi, anh muốn thanh toán bằng thẻ chứ. Ở kia có bằng thẻ ATM nhưng mà anh không thấy dùng được cả. Đến một người ở thành phố có sử dụng thẻ ATM như anh Phương mà khi thanh toán viện phí cũng vẫn dùng tiền mặt. Huống chi là những người bệnh từ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi thẻ ATM vẫn còn chưa được biết đến. Tôi không có thẻ ATM tại vì là từ trước đến giờ chả bao giờ làm cái thẻ đấy cả, đi đâu cũng toàn dùng tiền mặt luôn. Thì cái thứ nhất là cái thẻ ATM thì ở quê mình thì nó chưa có cái dịch vụ đấy, thì mình chưa có cái thẻ ATM, thế nên mình đi viện mình hay thanh toán bằng tiền mặt. Chính vì thế mà dù đã được đặt ở phòng thanh toán viện phí của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được gần 2 năm, nhưng chiếc máy quẹt thẻ ATM này ngày nhiều lắm cũng chỉ được sử dụng 5-6 lần. Dù hiện nay tại bệnh viện này, việc thanh toán viện phí bằng thẻ đã được tuyên truyền bằng cả chiếc bảng điện tử to đẹp cùng với chính sách khuyến mại, thanh toán bằng thẻ ATM sẽ có cơ hội trúng thưởng, nhưng dường như nhiều người không để ý đến. Trong buổi chiều chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 100% các lượt thanh toán viện phí đều bằng tiền mặt. Hiện tại triển khai thì nhằm mục đích hỗ trợ bệnh nhân và để xem là bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thanh toán bằng cái gì thì chúng tôi có thể hỗ trợ bệnh nhân thanh toán bằng cái đó để đáp ứng được cái nhu cầu của bệnh nhân. Tuy nhiên thì thực tế là hiện tại thì cái tỷ lệ sử dụng thẻ đó thì không nhiều. Thực tế, nhiều người dân vẫn có tâm lý đồng tiền đi liền khúc ruột nên đi bệnh viện cứ phải cầm tiền mặt theo, dù rằng điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn là việc sử dụng thẻ ATM. Ở bệnh viện thì hàng ngày thì cũng có phải đến 6-7 nghìn lượt người vào. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rất rủi ro về mặt khi mình cầm một cái số tiền rất lớn trong người, và cũng rất nhiều cái chuyện mà trộm cắp móc túi. Thì chúng tôi cũng nhìn nhận ở đây, nếu mà khi mình sử dụng một cái thẻ, nếu các anh chị cầm như vậy thì nó rất tiện gọn, và cũng khi mà bị ăn cắp, nếu mà bị phát hiện, khi mình phát hiện ra thì cũng có thể báo với ngân hàng, có thể đóng cái số tài khoản. Nhiều tiện ích đã được chỉ ra, nhưng để thay đổi tư duy và thói quen của hàng triệu người bệnh không phải là điều đơn giản. Các bệnh viện cùng phải đồng thời cùng phải thực hiện cái việc mà thanh toán qua thẻ, thì lúc đấy thì bản thân bệnh nhân người ta đi khám người ta mới biết được cái việc đó, và cái việc thẻ đó thì khi người ta đi đến tất cả các bệnh viện nào người ta cũng sử dụng cái thẻ đó, nó càng người ta cảm thấy thuận tiện thì là người ta sẽ sử dụng. Việc thanh toán viện phí bằng thẻ ATM ở các bệnh viện là một bước cải tiến thủ tục khám chữa bệnh, nhưng khi nó chưa được người dân chấp nhận và thực hiện một cách tự giác thì đó vẫn là bài toán khó đối với cả một hệ thống quản lý y tế.